chứ còn cái chủ ông không lẽ tự ông đi làm vậy, chẳng khác nào tự ông hại không, trong khi cái gì ông cũng có rồi, đâu ai đi tự hại mình, đúng không? Ví dụ mà lỡ nó xảy ra vậy thôi, tôi thông cảm cho ông đi, thì coi như là công đức của mình đi, dù sao họ cũng chết thì mình vô mình quậy lên, mình giống như mình làm đụm sầm lên gì nữa. Rồi coi như bây giờ nhận đại đi của ai cũng được, coi như tôi thợ của anh thợ của tôi nhớ tên cúng. Bây giờ vô lại làm bản già của ông chết để làm một cái đại đại lễ mà tụ tụ xíu. Bây giờ như cái nói nè, công đức suốt mấy chục năm trời ổng ơi biết nhiêu trẻ mồ côi, ví dụ không có ổng rồi cái chùa này sao, ai nuôi ai cho. Ví dụ giờ vô chùa vô ổng không nhận ngũ cốt bao giờ gỡ đâu, cũng mà ổng không ai. Ổng là con người thì phải bắt sai lầm này nọ thôi, cái chuyện đó là dĩ nhiên chứ đâu. Đâu có quy tội, không lẽ tự ông đi ông đem ông hốt ông dục rồi ông đi hại ổng, đó là dĩ nhiên. Chứ tôi hỏi nghĩ nè, tuổi nè năm nay ông bảy mấy tám chục tuổi nè, có tuổi nè, tiền của ông bây giờ đem cho người ta còn không hết nữa, địa vị ông có địa vị mà, có ông danh dự ông có mà, cái chùa ông nổi tiếng mà, tội tình gì đi làm vậy, hoặc là sự cố hoặc là hãm hại gì ổng thì cái đó mình không có biết, cái đó là cơ quan điều tra. Con thì con nghĩ vậy đó, người thì đôi khi phải mắc sai lầm thôi. Thì ví dụ như nhiều lúc mà cái lúc mà xảy ra sự việc á, cái người ta vô người ta nói chùa của ông sao ông biết, thì tôi không biết thì tôi nói tôi không biết, chứ nói tôi biết tôi đâu để sự việc xảy ra. Ông có tâm sao ông nuôi bao nhiêu trăm đứa, ai bữa ông đi nói đơn giản thôi, ví dụ ông thầy chùa này trong chùa nó thầy ở ngoài cổng chùa có người kiếm tài vệ trong đây nó hốt nó dột anh biết không, đặc trưng không vậy đó, nói vậy mình đừng có cái gì. Con đâu có gặp đâu, con cũng đâu có gì đâu nói, con thì con thấy là con thì con nghĩ đơn giản là vậy thôi, lỡ rồi thì thôi. Nhưng mà mấy người đó họ sẽ hối hận như cái lời nói của họ, sau này họ nghĩ họ không biết nó đi, họ không nghĩ lại cho người ta. Những cái lúc người ta tốt rồi này kia nọ sao, sáng nào ông nấu bánh mì á, ông đem ra khắp sớm nè, cho ngựa nổ ổ ăn, mà cái chuyện nó xảy ra bức xúc thì bức xúc, nhưng mình đâu có biết đúng sai sao đâu. Tự nhiên cái quay lưng với ông chửi ông này chửi ông nọ, tội mình với tội ai. Con nghĩ đúng chứ tôi là tôi suy nghĩ vậy đó. Cái chuyện gì cứ từ từ, mình đừng có đồng, đừng có hù hù mà chạy theo số đông rồi đẩy lên cái đỉnh điểm. Mình đâu có biết rõ ràng sao, rồi cuối cùng rồi cái vụ rồi xong vậy, giờ mình cảm thấy mình thấy hỏi hận không, tội cái miệng mình không. Vậy là trong chùa này là gửi hài cốt của ba mẹ anh nè. Ông ngoại, bà ngoại với đây gì út. Đây nè. Đó má của cô này. Là bây giờ kiếm được rồi hả? Được rồi. Có làm dấu hay sao? Có làm dấu. Ở dưới giống như mình lúc mà mình gỡ vô đó, cái mình lấy sơn mình chấm lên thì cái điểm dấu của mình là mình nhận ra liền. Thì đúng rồi, làm dấu mình biết. Tại vì trước mà khi mà xảy ra đây nè, con thì có ngày nào đi bán buồn buồn, con đi xuống dưới chơi quẩy vậy. Con đi con gờ gờ thì con đâu thấy gì đâu, thấy cũng bình thường. Rồi cái con này mới đi xuống mới phát hiện là ủa sao hai cái hũ cốt thì bà tối bà chỉ để ý cái phần của mình thôi. Nó nói ủa sao tự nhiên bị rớt hình đó rồi. Có chạy lên và hỏi thầy, ủa thầy ơi sao thầy bị rớt hình vậy? Thầy cũng đâu có biết đâu. Nhiều khi chắc là này kia nọ đụng tới đụng lui thì nó rớt thôi. Rồi bắt đầu cái từ từ ngày qua 2-3 ngày sau bắt đầu mới phát hiện là một đống ở chổng luôn. Đó bắt đầu mới tá quả ra. Là xì vừa sau rậm ngày thôi. Nhưng mà nguyên nhân thì sao rớt biết. Bây giờ đâu ai biết. Bây giờ cơ quan ta mới điều tra chứ, nếu mà mình biết thì mình nói làm gì. Nó có nhiều trường hợp lắm, ví dụ là do sơ suất lúc thợ hồ làm. Rồi thợ hồ không dám, hoặc là sau đó mình không biết, hoặc là ai đó hãm hại ổng. Mạnh tay quá. Ví dụ sao, ví dụ mình nghĩ nhiều cái trường hợp đó, ví dụ người ta muốn hãm hại ổng, tại vì trong chùa nó có nhiều người lắm. Đúng không? Tu cũng tu là tu nhưng cũng là người thôi, phải có tranh giành hết á. Phải có tranh giành. Bây giờ ví dụ như trường hợp như ổng vậy nè. Đó bây giờ mũi giáo điều chỉa cho ổng hết nè. Là ổng lên được. Là bắt buộc phải có người khác hết. Vậy thôi. Cái quy luật cái ai cũng có sự tranh giành đó. Nhưng mà nếu mà mình giống như mình tỉnh táo á, mình suy luận mình thấy ổng làm ổng đâu có mục đích gì đâu, ổng làm vậy anh chị. Con hỏi cô nè, ví dụ như cô giết người đúng không, cô phải có mục đích cô mới giết người ta chứ. Cô cướp giật cô cũng phải có mục đích cướp giật. Hỏi đơn giản là ổng làm vậy vì mục đích gì, tự nhiên ổng đi quỷ hoài cái cuộc đời của ổng đúng không? Nghĩ sao không lẽ tôi sắp nổi tiếng đây. Hay quá, hay quá. Ở đầu đuôi sao đã. Rồi không rồi mình hãy lên anh, ví dụ bây giờ xảy ra sự việc thật sự đúng là lỗi của ông thầy đó thì tất nhiên ông bị tự chết. Tôi lúc đó tôi chỉ trích ông sao không được, lúc đó cũng đâu có muộn đâu. Còn bây giờ ví dụ tôi chưa xảy ra gì rồi mình chỉ trích ông, rồi cuối cùng tôi chỉ trích lầm ông, rồi ai hối hận tôi hối hận, rồi lúc đó gặp mặt nói chuyện ra mặt cờ nó là vậy. Bây giờ mình đừng có dội. Giờ có một số người á không có liên quan gì tới họ, họ cũng hồ theo rồi họ bàn theo nó vậy đó, kỳ lắm. Mình cũng không hiểu, tại số đông mà. Còn mình là ý kiến cá nhân của mình là mình thấy là vậy đó.
cái chuyện gì từ từ, bức xúc thì đồng ý, lúc phát hiện ra thì bức xúc, thì lúc đó là phải bức xúc thôi, nhưng mà phải bình tĩnh mình coi lại tình hình của nó làm sao. Anh thấy ở đây thầy cho từ thiện rồi thầy đối xử với lại mọi người như thế nào? Nói chung là không có tiếp xúc với thầy nhiều, thầy thì đứng ở trong chùa thì sáng là thầy làm bánh mì đem cho khách sớm, là thầy chạy đi cho chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rồi chùa đó ai ăn gì đó rồi vô xin này xin nọ cũng làm gì đó là làm. Có nhiều khi cái gì mà quá lắm thì thầy nói, còn không thì thôi ai làm gì đó ai làm, thầy không có nói gì tới ai, không có gây gỗ với ai đó. Ở đây Phật tử ai muốn vô muốn ra này, xe cộ để trước cửa chùa nói thằng tiếng rồi xong đó, trong đó là gạo rồi này là nó nuôi mấy biết bao nhiêu vậy, là mấy chục năm chờ rồi đó. Tại vì đi nghe có ông chú ông làm công an á, là ông nói là lúc ông còn làm công an cho tới khi ông về hưu luôn á là đã 40-50 năm rồi đó, là ông nuôi biết bao nhiêu trẻ mồ côi, người khuyết tật, trong đó có trường học miễn phí đàng hoàng, có một người bình thường đâu làm được vậy. Đơn giản đồng ý là của bá tánh mạnh thường quân bên ngoài ủng hộ vô, nhưng ổng cũng có cái tâm của ổng, ổng mới làm vậy. Thì bây giờ nói chung là ai sao tôi không biết, nhưng mà giờ với ổng nhà ổng có bị gì thì tôi cũng coi như mình bù qua sớt lại đi, coi như mình lấy công mình bù tội đi, chứ mình cũng không có buộc tội ổng, cái công đức của người ta lớn lao lắm chứ bộ. Ví dụ thử hỏi đi, giờ bây giờ ổng không làm chủ trì đi, người khác lên làm, cũng là cái chủ trì của cái chùa này nè, tôi chắc cái người khác đó người ta đối xử tốt với mấy đứa này, đúng không? Mình đôi khi mình cũng khổ, mình thấy những người đó nó khổ hơn mình, đúng không? Bây giờ nhưng mình không làm gì được, mình chọc cho mình phá cho ổng hư ổng này ổng kia nọ, thấy tội lỗi mình chứ không, đó mình là đi chùa đi miễu không chứ, đúng không? Đơn giản thôi, chỉ cần mình suy nghĩ mình thiện thôi, mình đừng ác độc với người ta là được rồi, khỏi cần đi chùa miễu cũng được, nó là vậy thôi. Tôi là tôi suy nghĩ vậy. Rồi trong chùa hình như anh thấy cũng có cái chỗ mà phát thuốc từ thiện, miễn phí hết, phát thuốc khám bệnh tất cả, là không cần biết là ai, cứ thành phần nào trong xã hội cũng được hết, cứ tới mà khám bệnh chữa bệnh chăm cứu, học sinh học là miễn phí, hoàn toàn miễn phí hết, là học là có thành tích, học là có giấy tờ hồ sơ đàng hoàng luôn á, là cũng như ở trường học vậy đó, ở trong đây có hết. Còn sao cô, thí dụ như vô thấy chùa rồi bây giờ cảm nghĩ thầy có lo cho chùa hay là sao, cộng đồng mạng nó nhiều khi nó buồn. Thầy lo cho chùa, lo các trẻ em đây dữ lắm chứ. Nhưng mà tại vì có những số đông là họ cũng như là họ phản ứng mà chưa có, thầy chưa có ổn định gì hết trơn, mới đầu nghe tin chưa có nắm rõ đó, rồi họ xuất phát họ nói tùm lum hết trơn chứ phát thấy đâu có gì đâu. Thấy bình thường. Tại vì cô cũng đi chùa nhiều, cô cũng hiểu về Phật pháp, cái vấn đề cho cốt thì bình thường, chả có gì quan trọng. Cô cũng về Phật pháp nha cô. Dạ. Cô cũng về đạo Phật ha. Dạ. Cô thấy tại vì họ dội phản ứng quá, chứ cô thấy cũng bình thường. Thấy họ nói nhiều câu, mình thấy không có đúng. Rồi rốt cuộc không đúng hả cô? Không đúng, cũng như họ phản ứng mà thầy, cũng như thầy phản ứng quá, thầy không có thể nào mà tiếp xúc với Phật tử được, phải không? Dạ. Họ nói đại nói càng, mà một người tu người ta đâu có thể nào mà người ta nói chuyện với mình mà ngang hàng được, nó khác. Rồi thầy bị thôi chức trụ trì, làm gì có vụ thôi chức, không nghe tạm ông Thích Minh Thạnh nói hả? Sao? Ông nói là tạm thời đình chỉ để trấn an dư luận những người mà người ta quá kích động thôi, chứ làm gì có vụ cách chức thầy. Thì tạm thời thôi cô. Tạm thời thôi. Tại vì cô cũng theo dõi trên nước nhiều lắm. Thầy Thích Minh Thạnh đó, ông nói đó, thư ký của giáo hội Phật giáo đó. Cô theo dõi, cô thấy không có gì bình thường, chắc bữa nay ở đây ổn định rồi. Thì hôm nay ở bên trong phòng không có tiếp những người mà không có làm việc về cái vấn đề mà cho cốt đó cô. À. Dạ. Còn người nào có liên hệ thì vô trực tiếp với thầy. Dạ, liên hệ trực tiếp thì với lại có... một số đông người ta nói là thầy việc thật làm gì có, không có đâu. Thầy làm gì có vụ việc thật, tại vì thầy muốn như thầy là muốn ngồi thiền yên lặng để mà thầy tịnh tâm lại thầy, chứ đâu có vụ mà thầy tuyệt thực. Ông Thích Nhật Từ cũng nói nè, rồi ông Thích Quang Thạnh ông cũng nói đó, không có đâu.
thầy cô thấy bình thường à. Được nhiêu tuổi rồi cô ha? Thầy thích thiền trì á, thích thiền chiếu á. Thiền chiếu cũng năm nay hình như là bảy mấy tuổi á. Thầy bảy mấy tuổi. Cô cũng có lúc trước cô có đến đây mà cô không có gửi cho cốt ở đây. Mà cô tỉnh đoán cô có đến rồi cô vô thăm với đứa bé. Chứ cô ít đến đây, tại cô ở Tú Hóc Môn à. Cô từ Hóc Môn lên đây. Hôm đó này nghe nói mà cô bận quá, cô không có lên viếng chùa. Bữa nay sẵn rảnh rồi cô lên viếng chùa. Vậy cô có bức xúc về cái thông tin mà trên mạng nó đưa, nó nói xấu về thầy không cô? Cô thấy nói vậy không có đúng, nói vậy mình quá xúc phạm thầy. Tại vì mình chưa có, thầy chưa có, cũng như thầy một số Phật tử là người ta chưa có bức xúc quá là người ta nói đại thôi, chứ người ta đâu có nghĩ là mọi việc thì để thầy sắp xếp ổn định, chứ đâu có gì đâu quan trọng. Tôi thấy cho cốt mấy chục năm rồi, ở các chùa thường thường là mình vô á là mình gửi là chỉ có 7 năm thôi. 7 năm là đi quả táng, nếu mình không quả táng thì phải đóng tiền tiếp đó nha, chứ không phải là để vậy được đâu, không có đâu. Chỉ ta quy định có 7 năm. Chứ không phải là cứ để hoài vậy không có. Không biết thầy đây là có đi mấy chứ mấy chỗ kia là phải một thời gian có ghi là 30 năm hoặc là 7 năm là mình phải đem đi, chứ không có để mà để hoài. Cái này là thủy tán à, cô? Thủy tán, thí dụ mình gửi thời gian bao nhiêu thôi, chứ không phải để hoài, đâu có để hoài. Để hoài chỗ đâu còn người khác nữa. Nó cũng quan trọng gì, nhiều khi cô thấy mấy chục năm vẫn để đây. Quá lâu rồi hả cô ha? Quá lâu rồi, với lại người ta cũng đi đầu thai này kia, chứ ai mà ở đó ôm cái hũ cho cốt hoài không có. Tại vì nói chung mình sống mình cũng hiểu về tâm linh, còn những người mình ta, người ta gửi chùa chứ nhiều người người ta đâu có đến. Có khi 5-10 năm các chùa kia cũng vậy nữa. Rồi sư phụ cũng nhắc hoài, nói là cái vụ có gửi cốt thì có ngày rằm lớn, mình bận thì ngày rằm lớn mình phải về để mình đốt nhang nữa. Có nhiều người người ta đâu có okay. Vậy ha. Cảm ơn cô nhiều nha. Ok, chúc cô may mắn nha.